vào phần thi đối kháng giữa hai đội, biệt đội Thiên Thần và biệt đội Ngôi Sao. Trước tiên chúng ta sẽ đến với phần thi đối kháng tài năng ca hát giữa hai bé Uyên Nhi và Ngọc Ánh. Và hai ngôi sao này có tỏa sáng hay không? Trong tiết mục này thì xin mời phần nhận xét từ ban giám khảo. Chị Cẩm Ly ơi, chị em xin mời chị. Hôm nay còn biết coi như là kêu gọi mọi người xung quanh rồi phải không? Chạy khắp hết cái sân khấu luôn. Mấy Ngọc Ánh chạy hết sân khấu xong rồi cái quên. Không, nhưng được cái là không có bỏ cái bài để cho nó bị hụt cái đó, cho nó vẫn trọn vẹn cái bài của con. Cái đó là cũng giỏi, cô khen giọng hôm nay rất là trong sáng, bứt phá cái giọng cao và rất mà sáng nữa. Còn cái chị Nhi của tôi, trời ơi, chị dễ thương rồi, chị diễn rồi, chị tin rồi này kia, chứ kêu mọi người cổ động rồi này kia nào, chị rất là dễ thương luôn á. Chúc mừng tiết mục của tụi con. Cảm ơn chị Cẩm Ly. Phần thi này chúng ta sẽ giấu số điểm và một tí nữa thì tụi con sẽ biết ai trong hai con sẽ được cộng điểm nha. Rồi, mình đợi chút xíu nữa. Xin mời hai con vào trong sân khấu nào.